Tôi trở về quê với chiều đông ấy, dòng sông Hồng êm ả lặng trôi. Chợt bồi hồi sao xuyến trong tôi, ngọt ngào nắng đậm đà hương sắc. Vâng, đó là nữ nhạc sĩ Thanh Hiền, quê gốc ở Hà Nội. Hôm nay chị cũng đã đến với Trung tâm Thơ ca Việt Nam. Và bài thơ quê mẹ cùng âm nhạc sẽ trình bày của chính tác giả thể hiện. Vâng, xin mời quý vị đến với bài hát Quê mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Hiền. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ngày thơ chân bướm đi về,
sông.